Hello, chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với kênh Việt Mỹ. Và trong video này thì giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm trở lại để mà trả lời những cái câu hỏi mà quý vị đã gửi cho chương trình. Chúng tôi còn rất là nhiều cho nên hy vọng rằng ngày hôm nay trả lời được một số cho quý vị nha. Trước tiên thì bà chủ xin được gửi lời chào đến giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Chào Rachel và kính chào quý khán giả. Dạ, trước khi vào chương trình thì không biết có gì bác sĩ Liêm muốn căn dặn hay là chia sẻ trước khi mà Rachel đọc cái câu hỏi đầu tiên không? Không nhớ. Không nhớ. Ok rồi. Tại vì quý vị biết là trước khi mà bầu cử thì có rất là nhiều thứ để mà căn dặn và nhắc nhở quý vị đi bầu, đúng không? Còn bây giờ là bầu cử rồi cho nên là cũng nhẹ nhõm được một phần nào đó. Sẵn nhắc đến bầu cử thì bác sĩ Liêm có thể cập nhật về Hạ viện được không ạ? Hạ viện là hiện tại đã có kết quả rồi đúng không? Cộng hòa sẽ kiểm soát nhưng mà cái vẫn còn cỡ 5-6 ghế nữa chưa có kết quả, nhưng mà Cộng hòa đã được 219 rồi thì chắc chắn là sẽ được đa số, tại vì đa số chỉ cần 218. Như vậy thì đa số sẽ là 1-2 ghế hoặc là 6 ghế. Dạ. Vậy là đợt này là Đảng Cộng hòa giữ hết Hạ viện, Thượng viện rồi Hành pháp luôn. Đúng. Trifecta. Cộng hòa chiếm được tòa Bạch Cung, chiếm được đa số ở Thượng viện. Cộng hòa mất bớt ghế ở Hạ viện nhưng mà vẫn còn giữ được đa số. Thì trước đó thì cái đa số đã mong manh rồi, thì bây giờ cái đa số cũng còn mong manh. Thành ra Cộng hòa có thể là cai trị hiệu quả trong 2 năm, nhưng mà đến chừng bầu cử quốc hội trong 2 năm tới thì có thể là Dân Chủ sẽ kiểm soát Hạ viện. Dạ. Yeah. Nếu từ đây cho tới 2 năm tới mà Đảng Cộng Hòa làm rất là tốt và người dân cảm thấy là họ làm rất là tốt thì có thể, chứ không ấy là họ bên Dân Chủ họ sẽ vượt lại. Đúng rồi, theo khuynh hướng lịch sử thì thường sau 2 năm Hạ viện thay đổi. Mà cái người họ làm cái hệ thống chính phủ phân quyền của Mỹ và cái hiến pháp Mỹ họ đặt ra, họ cũng cố tình làm như vậy để chắc chắn là nước Mỹ sẽ không có độc tài, độc đảng. Yeah, giống như nó gọi là balance and check á ha. Giống như đúng là rồi. Có phải có hai cái đảng để kiểm soát lẫn nhau. Ít nhất đúng là rồi. Một nhánh. Đúng rồi. Và nó nhiều người Việt Nam thấy vậy thì khó chịu lắm. Tại vì mình là theo cái độc quyền, độc đảng hay là độc tài lâu năm rồi. Nên mình tưởng là ai cũng phải đồng ý nhất trí. Mỹ thì có thể đồng ý nhưng mà không cần phải nhất trí. Chắc chắn là nếu mà ta luôn luôn là đồng ý nhất trí là cái đó là sẽ dẫn tới sai lầm. Yeah. Đồng ý nhất trí là chỉ có giống như bên Bắc Hàn đó, khi mà hô khóc là khóc hàng loạt, hô cười là cười hàng loạt, tại vì bị bắt buộc. Không phải là con người, đó hoàn toàn là một cái hệ thống rất là xấu. Yeah. Nó train người ta giống như robot vậy, một lần phải giống y vậy. Nó giả tạo. Giả tạo. Trong lòng nghĩ khác, ngoài mặt thì phải làm khác, thì cái đó là không có lương thiện, không có danh dự. Yeah. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Rồi bây giờ thì thưa với quý vị là chúng tôi đi vào những cái câu hỏi cho quý vị nha. Câu hỏi đầu tiên của người tên là PT9269 hỏi: xin chào bác sĩ Liêm, vừa mới nghe bác sĩ nói về vasectomy và biến chứng lúc về già. Tôi 62 tuổi cũng đã làm vasectomy gần 30 năm, vẫn chưa thấy cái triệu chứng gì. Vậy để phòng ngừa PPA như là bác sĩ nói, tôi nên làm gì? Kế đến, nếu mà tôi muốn làm tiểu phẫu về sưng tuyến tiền liệt bằng những phương pháp mới mà bác sĩ có gợi ý thì có nên hay không? Hiện có uống 2 thuốc dutasteride 0.5mg và temsulosin 0.4mg. Xin vui lòng cho lời khuyên. Đã hỏi nhiều lần rồi nhưng mà có lẽ bác sĩ bận rộn cho nên là chưa thấy trả lời. Cảm ơn nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cái câu hỏi này. Tôi không biết ông là hỏi nhiều lần ở đâu. Vấn đề về progressive anemia của frontal lobe dementia đó thì chỉ có một số rất nhỏ của những người đã làm vasectomy mới bị như vậy, không phải là ai cũng bị cả. Thành ra cái vấn đề hên xui. Giả thuyết bây giờ là vì khi làm vasectomy thì một số cái tinh dịch nó đi vào trong máu. Cái khi mà tinh dịch nó đi vào trong máu thì nó gây ra phản ứng ở trong máu, mà cái phản ứng đó nó lại xảy ra ở trong não. Thành ra những người đó về sau, về già, lại bị cái chứng như là ông Bruce Willis. Nhưng mà không phải ai cũng bị cả, thành ra mà không biết cách gì để ngăn ngừa.
tại vì nếu mà bị thì đã xảy ra rồi, thành ra không biết cách gì để ngăn ngừa cả. Và nhưng mà vì lý do đó, mặc dù cái số người bị rất là ít, tôi vẫn khuyên người đàn ông bây giờ không nên trải qua vasectomy. Đã vasectomy rồi, sau này bị bệnh phì tiền liệt tuyến thì có làm những thủ thuật ở trong phòng của chuyên viên tiết niệu để mà giải tỏa được không, thì cái đó được, không có vấn đề gì cả, cái đó không liên quan gì tới vasectomy hết. Thành ra ông đang uống thuốc mà không có bị phản ứng phụ thì cứ tiếp tục dùng thuốc. Nhưng mà ông có vasectomy trước thì bây giờ nếu mà ông muốn làm những cái phương pháp mới đó thì không có gì trở ngại hết, vẫn tốt cho ông. Là những người nào mà đã làm vasectomy rồi thì bây giờ là chỉ là hên xui thôi, thì có người bị có người không, mà cái phần trăm thì cũng ít, cho nên là chỉ cầu nguyện là mình đừng có phải là người trong cái số bị đó. Đúng rồi, Dạ rồi, cảm ơn. không có cách gì ngăn ngừa, không biết. Vậy chị tính hỏi thêm, vậy chứ phụ nữ khi khi mà không có muốn sinh sản rồi xong rồi người ta cắt đường dẫn chứng hay là người ta gọi là thai cái tube lại thì có bị những cái triệu chứng sau này hay không, hay là phụ nữ thì nó đỡ hơn? Tại vì cái phụ nữ đâu có chất tinh dịch, phụ nữ thì chỉ có cái trứng thôi, đâu có đi vào máu. Trong khi đó khi mà cắt cái gọi là seminal tube đó, cái ống dẫn tinh dịch đó, cái tinh dịch nó đi vào trong máu. Phụ nữ thì chỉ bị hứng mấy cái tinh dịch thôi. Đúng rồi, Mà mấy cái đó nó có đi đi vào trong máu không không ạ? Dạ rồi. nhưng mà có Vậy thể nhiễm trùng từ tinh dịch, tức là thí dụ bị lại hepatitis B, C rồi này kia, rồi cái đó gây nhiễm trùng, bệnh lậu, bệnh giang mai rồi này kia, bị nhiễm trùng. Bây giờ đang bên Mỹ đang xảy ra một cái số bệnh giang mai nó đang tăng. Mà họ có nói cái lý do vì sao không? Lý do là tại vì nhiều người sex không có cẩn thận, promiscuous sex mà không có dùng condom này kia. Dạ rồi. Qua những cái video mình nói về bị nhiễm trùng đường tiểu đó, sau này Rachel gặp mấy chị nói nghe mấy chương trình của em xong á, bây giờ mỗi lần làm xong là chị đi tiểu mà chị đẩy mạnh cho nó ra được càng nhiều càng tốt. Mình nghe thấy cũng mắc cười. Dạ rồi, câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai cũng thấy khá là thú vị. Thưa bác sĩ Liêm, con là nam, 39 tuổi, đang sống ở Mỹ. Xin cho con hỏi, con có bị bệnh đánh rắm rất là nhiều lần trong ngày, trên 15 lần một ngày, có lúc nhiều là 30 đến 50 lần. Bụng con thì thường hơi râm ran. Bác sĩ chỉ order phần ruột cần soi, nhưng vì chưa đủ 40 tuổi nên bảo hiểm không có trả, phải tự trả tiền túi khoảng 1.500. Nên là con chưa có dám đi. Hiện tại con uống omeprazole delay release 20 mg và Advanced Digestive Probiotic một viên buổi sáng. Xin bác sĩ giải thích dùm cái chứng bệnh của con và xin cho con lời khuyên ạ. Cảm ơn bác sĩ Liêm và cô MC Duyên dáng Rachel Quý. Tại sao phải uống omeprazole? Là thuốc để ngừa axit mà đâu có, nhưng mà uống digestive probiotic thì nó có thể làm giảm đánh rắm. Tại sao ông không thử uống lactase, tức là cái enzyme, tại nhiều người Việt Nam bị lactose intolerance, khi mà ăn uống cái gì mà có sữa, có lactose hay là có cái dairy ở trong thì họ đánh rắm rất nhiều. Người Mỹ thì tới già thì họ mới bị lactose intolerance, nó mới kêu là old fart. Còn còn ví dụ như cái người này mà không có uống sữa hay là không có, giống như là biết mình là không có hợp với sữa rồi đó, cho nên là họ né những cái gì mà nó có lactose ra, nhưng mà vẫn bị như vậy thì có phải bị đường ruột không? Có thể, nhưng mà thường thường là những người như vậy họ uống probiotics thì nó bớt, và nếu cần thì uống simeticone hoặc là Pino đó, nó có cái Pino, có charcoal, tức là có tí than hay là tí simeticone thì nó cũng bớt đánh rắm. Nhưng mà cái công hiệu nhất thường thường là những người mà bị lactose intolerance mà không biết thì uống lactase vào thì nó hết đánh rắm. Giống như họ bán ở ngoài thị trường là cái viên lactase hả? Lactase rồi có cái hiệu lactaid, Lactase. LACTAID.
nhưng mà cái viên lắc tây sẽ thường nó họ bán rẻ rẻ, trước khi ăn uống viên là xong, có loại nhai nữa. Dạ rồi. So, thử mấy cái đó ha, mà không hết thì đi bác sĩ, phải đi soi ruột soi đồ. Đúng rồi, mà tôi thấy không thấy omeprazole cần cho cái gì hết, nhưng mà probiotic là đúng, cái dùng thêm lắc tây sẽ, mỗi khi trước khi ăn cái gì mà có sữa có dairy nó sẽ bớt nhiều lắm. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Châu Nguyễn. Kính chào bác sĩ Liêm và cô Rachel. Chị tôi 65 tuổi hay bị khô trong cổ họng và môi bị tróc vảy. Xin hỏi bác sĩ đây là bệnh gì? Chân thành cảm ơn bác sĩ Liêm và Rachel nhiều. Dạ rồi. Bệnh khô da, nhưng mà thường thường là những người mà bị 65 tuổi mà uống thuốc gì đó thì nó bị khô như vậy, môi tróc vảy mà khô cuống họng. Nhiều người uống thuốc, ví dụ như những cái thuốc để cho đàn bà đừng có đi tiểu nhiều nhiều quá, đi tiểu sớm, thì nó cũng làm khô môi và tróc vảy này. Cứ hỏi đó là bệnh gì, làm sao cái đó chỉ là những triệu chứng thôi, nhưng mà đa số là thường thường là do uống một cái thuốc gì đó nó làm như vậy, hay là uống không đủ nước, hay là có một cái bệnh mà làm cái màng nhầy nó rất là khô đó, cái bệnh đó rất là nguy hiểm, gọi là Sjögren's syndrome, rất là khó. Sjögren tiếng Thụy Điển, tên Thụy Điển Sjögren's syndrome, thì những người này rất là khổ sở, cái gì cũng khô hết, không phân những là môi khô, cuống họng khô, mà âm đạo cũng khô, hậu môn cũng khô, con mắt cũng khô, rất là khổ sở, bệnh đó rất là khổ sở, gọi là Sjögren's syndrome. Nhưng mà đa số là tại vì uống một cái thuốc gì đó. Tại vì Rachel hồi xưa là bị bệnh COVID xong rồi vô bệnh viện xong rồi chữa trị xong về chừng khoảng 1 tuần sau là bị giống vậy nè, là bị khô, bị chóp môi, chóp đỏ là tại vì mấy cái thuốc. Thì đối với Rachel lúc đó là nốc nước nhiều vô, nhiều nhiều thật nhiều vô, thì người này có nên uống nước nhiều vô lại tha Nên Vaseline đồ. nên nhưng mà đừng có hỏi tôi bệnh gì, Cái đó chỉ là những cái triệu chứng của hậu triệu chứng của thuốc rồi mà nè. Dạ rồi, câu hỏi kế tiếp của người tên là Thịnh An Vũ. Con kính chào bác sĩ Liêm và cô MC. Xin bác sĩ cho hỏi là người tiểu đường có nên ăn đồ hộp thường xuyên hay không? Vì con sống ở Đức và bên này thì cá hộp rất ngon. Nhưng con nghe trên mạng họ nói người bị tiểu đường loại 2 không nên ăn nhiều đồ hộp. Cô xin cảm ơn bác sĩ và MC. Kính chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe. cá hộp ở bên Đức ngon, cái đó tôi đồng ý, và tôi không thấy tại sao tiểu đường loại 2 phải không nên ăn đồ hộp, là tại vì đồ hộp thì họ không có bổ dưỡng bằng đồ mình mua về mình tự nấu, nhưng mà tại vì họ khi biến chế thì họ có thêm cái này bớt cái kia, nhưng mà thật ra là không có ảnh hưởng gì cả. Thường thường những đồ hộp xấu cho người người ta là tại vì họ lấy chất béo ra, low fat, hay là họ bỏ vào high fructose corn syrup, thì cái đó mấy cái đó là vào trong đồ hộp thì nó độc, nhưng mà cá hộp thì không có gì xấu cả, cá hộp ở bên Đức ngon lắm, không những là cá mòi mà còn có nhiều loại khác nữa. Là cá hộp bên châu Âu nói chung hay là đặc biệt là bên Đức nó ngon? Bên Đức ngon tại vì Đức nó làm cá mackerel chứ không phải chỉ là cá sardine không, nó mackerel rồi nó làm cá gì mà herring, herring là người Scandinavian, người Đức với người Nga họ ăn nhiều herring lắm, mà người Đức họ làm hộp herring về với lại mackerel, salmon cũng làm hộp, nhưng mà thường thường là những người ở mấy những cái xứ khác mà chỉ ăn cá mòi thế là sardine thôi, nhưng mà Đức họ làm nhiều nhiều cá hộp ngon lắm. Cũng thú vị ha. Vậy có cơ hội mình đi Đức thì cũng nên ăn thử để cho biết coi là cá hộp đặc biệt của Đức như thế nào. Đúng rồi, ở không ở có tiệm Trader Joe đó ở Mỹ, cái chỗ mà bán đồ đồ hộp á, xem đồ hộp cá hộp của Đức nhiều lắm, tại vì Vậy à, Trader Joe's. cái tiệm đó là nguồn gốc là ở Đức, cái về sau họ qua bên California làm thành cái chain rất là thành công, có nhiều đồ của Đức ở trong đó vẫn còn, mà cá hộp là một thứ mà Trader Joe's bán là cá hộp Đức ngon lắm. Bởi vì người ta nói ở Mỹ là hả, không có thứ gì mà không có, chỉ sợ không có tiền để mua thôi.
Đồng ý. Nó nhập khắp mọi nơi về. Và nhiều nhiều đồ ăn ở Mỹ lại ngon hơn đồ ăn của bản xứ, tại vì người di dân qua bên này họ lại làm ngon hơn. Ví dụ như đồ Ý ở Mỹ ngon hơn đồ Ý ở bên Ý. Nhưng Giống như mà bây giờ người ta biến hóa để cho nó hợp đúng khẩu rồi. vị người tiêu dùng. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ bà Giorgia Meloni bà làm thủ tướng Ý, bây giờ bà là người quốc gia, thành ra bà bảo vệ cái cuisine của Ý, thì bây giờ đi qua bên Ý ăn đồ thì lại ngon hơn hồi trước. Thú vị. Rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là LH. Dạ, kính chào giáo sư, bác sĩ Liêm và cô Rachel. Ngày 19 tháng 9, tôi 73 tuổi, nữ ở Canada, năm 2023. Đo xương là bone density, exam description là subsequent high risk, high two sites, X155, risk factors, fragility fracture. Bác sĩ gia đình đề nghị uống calcium, uống sữa, yogurt và tập thể dục mỗi ngày. Tôi uống calcium citrate, vitamin D3, 300 mg, 200 IU mỗi ngày một viên. Liều hướng dẫn uống là 2 đến 4 viên một ngày, cộng một viên K2 plus D3, 120 microgram, 1000 IU. Vì Costco, CA là Costco Cali hả? Chỉ bán loại này. Tôi thấy loại này cũng có D3 nên chỉ uống một viên calcium citrate thôi. Như vậy thì có đúng liều lượng hay không? Xin bác sĩ vui lòng chỉ giúp. Rất cảm ơn bác sĩ và Rachel. Không cần uống đúng liều lượng nhưng mà phải uống K2, đúng rồi. Cái viên mà bà mua đó thì là 120 microgram của K2 và 1000 IU của D3, thì cái đó tốt, không có độc. Nhưng mà cái phía trên bà có uống D rồi, để coi phía trên bà bao nhiêu D. À, 300 mg, 200 IU. 300 milligram 200 IU đấy là liều rất thấp, thành nó không có độc gì hết và vẫn có thể tiếp tục uống như vậy. Dạ rồi. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Hữu Lộc Nguyễn. Kính chào bác sĩ Liêm và chờ thân mến, tôi có câu hỏi nhờ giúp cho lời khuyên. Ba tôi 82 tuổi ở Việt Nam, có bệnh cao huyết áp, cao mỡ và gout nhẹ, đang uống thuốc amlodipine, valsartan, atorvastatin, cotrimine, allopurinol. Hơn 10 năm nay, ông cảm thấy hai chân nặng nề dần và bớt cảm giác, đặc biệt là khi bỏ dép đi trên nền nhà thì hai bàn chân từ mắt cá chân trở xuống rất đau. Bác sĩ khám và chẩn đoán do máu lưu thông kém ở chân và do uống Davlin 500 mg không mấy kết quả. Xin bác sĩ giúp cho lời khuyên ạ. Xin chúc bác sĩ và chồng nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn. Nhiều khi uống amlodipine chân nó bị phù phù rồi nó tê, thành ra có thể là chỉ không cần amlodipine mà chỉ uống valsartan thôi. Rồi nếu cần thì uống K2 và aspirin để coi có giúp cái tuần hoàn ở chân tốt hơn không. Đáp lên thật ra không có hiệu quả mấy, bên Mỹ không có bán. Cái nào không có bán bác sĩ Liêm? Đáp Ờ, lên Đáp lên này à. bên Mỹ không có bán tại vì không có hiệu quả tuần hoàn, máu lưu thông kém. Thật ra không phải là máu lưu thông kém mà có thể là thiếu B12, có thể là amlodipine nó làm cái giãn tĩnh mạch cho chân, nó hơi phù sưng dưới da chút từ mắt cá xuống, thì cái đó cũng là bình thường của người uống amlodipine. Nhưng mà nếu nó tê như vậy thì đừng có uống amlodipine nữa, chỉ uống valsartan thôi. Nhưng mà uống thêm B12 rồi uống thêm một viên aspirin mỗi ngày coi có tốt hơn không. Dạ rồi. Cảm ơn bác sĩ Liêm. Dạ rồi, câu hỏi kế tiếp của người tên là Minh Nguyễn. Bác sĩ ơi, cho con hỏi, năm nay con 62 tuổi, con bị đau đầu gối, lại còn có bị thoát địa đệm. Con bổ sung glucosamine và uống bao lâu thì ngưng? Con xin cảm ơn, con là fan của chương trình. Glucosamine có thể giúp, nhưng mà nếu mà đã bị thoát vị đĩa đệm và bị đau đầu gối rồi, tại vì bị suy thoái khớp thì cứ uống hoài chứ đừng có ngưng. nếu Giống như mà người ta. nếu mà bớt đau thì đừng có ngưng, còn uống mà không bớt đau thì kiếm thuốc khác. Có nghĩa là uống mà thấy hiệu quả rồi á, thì cứ uống tiếp, tại vì nó tốt. Đúng rồi, ngưng thì sẽ bị đau trở lại.
Cơ, thí dụ cơ có nhiều người người ta không không có thích uống uống thuốc nhiều, thí dụ đau người ta uống cái nó hết, cái người ta ngưng cái nó đau người ta uống cái nó hết nó ngưng thì được không? Cũng được nhưng mà ráng chịu đau. Nhưng mà đừng hỏi tôi khi nào ngưng, tầm 7 là chết rồi ngưng. Dạ rồi, à, câu hỏi kế tiếp của người tên là Tony Lý. Bác sĩ Liêm kính quý, tôi 70 tuổi, tôi bị tai biến mạch máu não màu đặc, Máu đặc. đã máu đặc đã 4 năm rồi. Tôi có uống hạt chia pha với nước lọc mỗi ngày, một muỗng cà phê uống để dễ đi cầu, có được không bác sĩ? Kính cảm ơn và chúc bác sĩ và MC luôn mạnh khỏe và bình an. Tôi không hiểu tại sao uống hạt chia mà phải hỏi tôi. Tại vì cái đó cũng như thảo dược. Ai muốn uống cái đó để fiber để đi cầu thì tại sao mà vậy, có được hay không? Nếu uống mà đi cầu được thì uống được, có gì đâu. Vậy, bây giờ Rachel cũng muốn hỏi ngược lại bác sĩ Liêm tí xíu nè. Là cái câu này nó dễ vậy, có nghĩa uống chia để dễ đi cầu, mà uống được thì cứ uống đi chứ sao hỏi, thì tại sao bác sĩ Liêm lại chọn cái câu này? Nó có quá cho nhiều câu hỏi, tại sao lại chọn câu này? Để mà nói là đừng có hỏi những cái câu như vậy, mất thì giờ của người khác. Giống như cái câu nó quá dễ đi mà cũng đi hỏi tôi nữa, giống vậy hả? Đúng rồi, tại vì stroke với chia nó có dính dáng gì tới nhau thôi. Nếu mà chia mà gây stroke thì người ta đâu có cho phép bán hạt chia nữa. Dạ rồi. Rồi, câu hỏi kế tiếp của người tên là Thái Vương. Chào bác sĩ Liêm và cô Rachel. Xin cho hỏi, hiện nay tổ yến được quảng cáo là bổ dưỡng, nhưng tôi được biết là tổ yến được nuôi từ nhà yến và trong đó thì rất là dơ bẩn. Sau đó thì người ta lấy tổ yến về để mà sơ chế, và trong đó thì có đoạn dùng chất gì đó để mà tẩy trắng tổ yến. Như vậy xin hỏi cái chất này được giữ bí mật và có thể gây hại sức khỏe. Vậy xin hỏi bác sĩ cho biết ý kiến về tổ yến. Xin cảm ơn. Tôi thấy tổ yến thì theo khoa học thì không thấy có cái gì tốt cả, còn cái chất tẩy đó có hại hay không thì chưa chắc, tại vì thường thường người ta tẩy bằng hydrogen peroxide, cái đó thì không có độc. Nếu mà tẩy bằng cái đó hydrogen peroxide đó thì không có độc, nhưng mà tổ yến có tốt hay không thì không biết, không có chứng cứ khoa học nào nói là tốt cả, nên là ai muốn bị bịp thì cứ bịp, còn độc hay không thì tôi không biết. Nhưng mà bên bên Mỹ mình từ xưa giờ họ có bao giờ họ mang cái tổ yến ra họ thí nghiệm không? Tại vì cái món này có à. Có mà không thấy, không tìm ra một vài cái protein thôi nhưng mà cũng không có gì đặc sắc. Nó Chắc gọi là bird nest đó. Nest. Cái đó nó bán nhiều mà cũng bán rất là mắc, và giống như nó trở thành là đồ luxury. Tàu nó tin vậy thôi, thì cũng như sừng tê bên Mỹ thị thử thấy không có cái gì hết, tin dị đoan thôi. Sừng tê với tổ yến là dị đoan, còn sâm thì có đúng. Sâm cali thì loại kích thích gần gần giống như amphetamine nữa, còn sâm Mỹ thì là lại là làm ngủ, rất là relax. Sâm mà ở núi Trường Bạch, sâm cali là dương, còn sâm mà ở Mỹ ở núi Ozark là sâm âm, ở vùng Missouri Arkansas đó. Hồi trước hippie nó đi đào sâm nó bán nhiều lắm. Rồi chắc có thể là như tổ yến hay là sừng tê giác rồi nó khó tìm á, cho nên là ngày xưa là thành cổ quý hay gì đó, rồi qua những cái phim đào coi nhiều thành ra mọi người cứ tin vào tổ yến hả. Tổ yến thì người ta trèo lên mấy cái ngoài cái ngoài khơi hồi xưa đó, mấy cái hòn đá nguy hiểm đó, phải trèo Núi lên cao đào luôn. là nó quý, nhưng mà không không thấy có hiệu quả gì. Rồi sừng tê cũng vậy, mà sở dĩ họ họ thử sừng tê nhiều đó là tại vì con tê giác, cái con nó rhinoceros nó gần bị tuyệt chủng, là tại vì mấy cái thằng ở bên Phi Châu nó đi săn nó để nó bán cho tàu, gần như bị tuyệt chủng, thành ra người ta mới thử qua thử thật là ra là cái sừng tê này nó có gì tốt không. Thì khi họ thử thì không thấy có hiệu quả dược, không phải là một dược liệu. Giống như là người ta cứ truyền miệng với nhau, thành ra nó là cái vật hiếm, vật quý và mắc.
thế là Đúng rồi. dạ Tin gì đó thôi. dạ dạ hay 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 là giống như cái gì của Nai á, Nhung ở Nhung Nai. Và người ta nói Nai là cái sừng nó gãy rồi nó mọc lại, cho nên là này ta Nai Tơ. thì cũng là không không có gì đặc biệt hết, nhưng mà ít ra là nai thì không có bị tuyệt chủng, không có sao. Còn trong khi con rhinoceros tội nghiệp dễ bị tuyệt chủng lắm, Nhân vật nó đã hiếm rồi mà nó còn bị truy lùng nó bắt nữa. đúng rồi. Dạ dạ rồi, câu hỏi kế tiếp của người tên là Mộc Lan. Thưa bác sĩ Liêm và cô, tôi 69 tuổi bị sưng bọng mắt dưới trông rất là xấu và già. Tôi có tập yoga và đắp dưa leo khoai tây 6 tháng nay mà không có thấy hết. Bác sĩ vui lòng dạy cho tôi cách nào hết sưng bọng mắt dưới. Chân thành cảm ơn bác sĩ Liêm và cô thật nhiều. Rồi có một người tên là Huy Nguyễn nói rằng là theo tôi biết thì đắp cái túi trà dưới bọng mắt lúc đi ngủ là xong. Thì có đúng không Không, người ạ? Việt Nam khi nào cũng có giải pháp đơn giản, thật ra là đi giải phẫu thẩm mỹ là xong. Là không Được. không có cái gì mà dễ, chỉ đi cắt nó ra bỏ. Cosmetic surgery là hết. Dạ Cái đó rồi. là nhiều bác sĩ mà giải phẫu thẩm mỹ đó, Dạ. cosmetic surgery đó, họ làm hoài, đâu có gì khó đâu. Dạ. Vậy là cái đó không chữa được, chỉ có đi bác sĩ thẩm mỹ cắt ra bỏ xong. Thôi không. Xong dễ lắm, không có khó đâu. Dạ. Rồi rồi qua cái câu hỏi này và câu trả lời đó, thì cái kiểu là có những cái mà Việt Nam mình truyền truyền với nhau, ví dụ như cái người dưới đi nghĩ rằng những gì tôi biết là đúng nè, cho nên là khuyên người khác. Rồi xong rồi Rachel thấy là cũng có người khác nữa ghi lại là Huy Nguyễn ơi, vậy nên mua cái loại túi nào để đắp nữa? Nhưng nếu mà vô hại thì không có sao hết, trà nó không có hư mắt thì chắc cũng không sao, nhưng mà nếu mà có thể gây hại thì cái đó mình phải nói có lẽ là vô hại, đập trà cũng vô hại. Nhưng mà nó Mình mắc công, nếu mà nó không có cái lợi ích gì thì tôi tưởng nó tốt, cái tối nào cũng phải nằm đắp đã đời không có gì hết. nhưng mà nếu mà ở xã hội tân tiến thì ví dụ Mỹ, Úc rồi cứ đi bác sĩ thẩm mỹ rồi cắt cái đó đi là xong, cắt cái da dư đó đi. Dạ rồi. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Hà Vi Trần. Sẵn câu hỏi về dự trữ thực phẩm trong mùa mưa lũ. Thì quý vị thấy là có mấy cái thời gian bị mưa bão rồi ở Mỹ rồi bên Việt Nam nữa, cho nên là có cái đề tài nói về cái này. Con cũng xin phép được hỏi một câu hỏi tương tự như vậy, là nếu gần khu vực nơi mình sinh sống có xảy ra một số sự cố nào đó như là chiến tranh, lò phóng xạ bị rò rỉ, hay một trường hợp xấu nhất là có một quốc gia nào đó sử dụng vũ khí hạt nhân, thì chúng ta nên làm gì ngay và sau đó? Xin cảm ơn bác sĩ Lim và Rachel nhiều. Bổ sung iốt là iodine, ở tiệm họ có bán iodine viên, hay là iodine tincture Lugol solution, gọi là Lugol solution, Lugol solution thì là cái đó là có iodine, thì uống iodine viên hoặc là cho trẻ con uống Lugol solution còn sẽ có iodine. Khi mà có iodine rồi thì có phòng vệ được những cái mô tế bào ở trong cơ thể mà thường thường rất là nhạy để bị hư bởi phóng xạ thì sống sót khá hơn. Và lập tức là đóng cửa tất cả cửa, đóng tất cả cửa và uống iodine, cái đó là mình biết có thể làm được nhiêu đó thôi. Tại vì khi mới đọc câu này thì tôi tưởng bác sĩ Liêm nói là nếu mà hạt nhân mà nó bấm rồi chắc nó phá hủy hết nhân loại rồi. Nếu mà còn cơ hội thì cứ uống iodine để phòng ngừa trong cái cơ thể của Như mình. hồi hồi trước mà ở Chernobyl đó thì những cái nhân viên và những gia đình của các nhân viên ở đó lập tức phải uống iodine. Rồi hay quá. Rồi cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu này của cái người hướng đạo mà ở Huế nè, và hồi đó có hỏi câu hỏi và mình cũng chưa có tìm ra, nhưng mà mình nhớ nhớ để mình trả lời. Thì bây giờ có câu hỏi nó chi tiết hơn thì bác sĩ Liêm muốn trả lời lại cho cái câu hỏi nó Không, chi tiết không? cũng không sai, không thay đổi gì hết. Dạ. Dạ rồi.
Vậy là Bình Lê Trọng cái câu hỏi là có thấy rồi nha, và bác sĩ Liên cũng đã trả lời rồi, cho nên là xem lại những cái video trước. Dạ rồi, xin cảm ơn bác sĩ Liên, chúc là bác sĩ Liên và tất cả quý vị được những ngày vui vẻ và bình an. Xin hẹn gặp lại trong những video sau. Xin chào tạm biệt. Kính chào.